Bây giờ thì những cái cây xá xỉ và cây rau ngọn của mình đặt hôm nay hàng về nè cả nhà Rất đều, rất kỳ lạ là cái này Ở Đức thì người ta lại nuôi cây ở trong cái hồ cá Đây là cái thùng mình mới nhận được Bây giờ chúng ta cùng theo dõi Để coi người ta gửi kiểu gì Xin lỗi để mình lấy ghế ngồi Tại vì cái chân không có ngồi được bình thường oh, okay. Đây là cây xá xị cả nha Người ta đóng gói rất là cẩn thận Và cái kiểu đóng gói này Cái cây của mình nó không có bị hư Không bị gì hết Tại vì mỗi một cái người ta cho vô Một cái bịch ni lông và chốt kính lại như vậy để dưỡng ẩm rễ thì đầy nhóc luôn người ta vớt trong một cái hồ nuôi cá ra cả nhà mình đặt mỗi loại là 6 cây bây giờ chúng ta cùng theo dõi ha đây là cây thứ nhất cây xá xị nha cả nhà cây xá xị nè trong miền nam mình rất là nhiều và theo mình thấy thì cái cây này rất là tươi tốt khỏe mạnh luôn hai cây ôi nó đẹp quá cả nhà ơi nó xanh tươi và rất đẹp luôn ba cây bốn cây 5 cây mình lừa xá xịn mình đem ra trước 6 cây bộ rễ nó đầy ở trong cái rổ nhỏ này luôn cả nhà mình sẽ để cái đường link mua ở trong cái phần mô tả cả nhà có um, thích có quan tâm mua thì theo cái đường link đó mà mua và có thắc mắc gì thì có thể vào trong cái facebook của mình nhắn tin và hỏi cái facebook của mình thì cái ảnh đại diện và cái tên giống y thịt ở đây nha cả nhà và bây giờ chúng ta qua tới phần rau ngò om nhìn rất cũng khỏe mạnh cả nhà thì chúng ta cũng sẽ lấy ra từng cái để ra ngoài một nè hai nè ba nè cái nhà đừng có nóng nha tại vì mình làm như vậy thì cái mục đích là để cho giới thiệu với cả nhà cái chỗ mua cây và cái hình dạng cái cây mình cái chậu cây mình nhận được nó sẽ khỏe khoắn như thế nào sau đó mình sẽ trồng thử một một cây vô trong cái hộp cá và những cây khác vô trong đất là mình coi nó phát triển ra làm sao nha cả nhà cây khỏe lắm luôn cả nhà đẹp thiệt là đẹp luôn cái lá nó không hề bị một cái úng hay một cái gì hết và cái chỗ bán này là nếu mình mua một chậu thì nó khoảng 5 đồng tư nhưng mà mình mua trên 5 chậu thì nó còn giá là 4 đồng tư mình không nhớ rõ là một chậu nó 5 đồng tư hay 5 đồng 6 nhưng mà nếu mình mua trên 50 euro thì sẽ miễn phí tiền bưu điện, tiền vận chuyển. Và trên 5 chậu thì mỗi chậu còn có 4 đồng tư. Và dù mua 5 chậu, 6 chậu hay 50 chậu vẫn là giá 4 đồng tư nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ ngừng ở đây một chút và mình lấy cái lá nó ra mình hửi coi có đúng thật là cái rau xá xị và cái rau ngọt không nha cả nhà mình đã mở cái túi ni lông ra và chúng ta sẽ cùng quan sát cái chậu người ta làm kiểu gì ở trong này người ta bỏ một cái cục mút mềm và nó giữ nước đây cái chậu ở phía trong và rễ nó đã thò ra ngoài luôn nè cả nhà và ở cái nhánh của nó ở đây cũng đã có một rễ điều này chứng tỏ là nó sống trong nước một điều rất là lạ mà mình mới vừa phát hiện được tại vì không ai nghĩ nó là cái ngọn mà nó sống trong nước đâu cả nhà ở đức người ta khám phá ra nó và người ta nuôi trong hồ cá cho cá nó ăn nhưng mà mình không bỏ vô hồ cá liền tại vì mấy con cá của mình nó mấy năm trước mình bỏ dắp cá bỏ vô vô gì vô rất là nhiều trong hồ cá nó ăn hết sạch luôn ăn cả rễ ăn cả gốc luôn thành ra mình sẽ có từ từ mình bỏ vô một cái thùng 5 lít trước mình để ở ngoài rồi xong mình để một chậu thí nghiệm thử coi nó có sống nổi ở trong nước không và khi ô nó ok hết rồi mình sẽ cho vô cái hộ cá và mình sẽ tìm cách bảo vệ cái cây này cho cá không ăn bằng cái thùng này nha cả nhà mình sẽ bỏ vô thùng này và làm một cái phần ở trên đậy lại để con cá không ăn được của mình và cả nhà cùng theo dõi tiếp nha cái lý do mà người ta bỏ vô cái bao như vậy và người ta chốt kính lại tất nhiên là nó là một sự giải thích coi như cây này nó cần cái độ ẩm do đó khi mình trồng ở ngoài thì mình nên coi như là trùng gần như hầu hết như kính nó thì nó rất tốt nhưng mà hôm nay là một cái phát hiện mới thành ra mình sẽ trồng ở trong nước thử ba chậu và ba chậu mình trồng ở ngoài nha cả nhà rồi mình sẽ so sánh Tại vì mình thấy cái này chắc là chưa có ai phát hiện ra được cái vụ mà cái cây này nó lại là cái vật trang trí trong cái hồ cá cả nhà. Mình cũng nghi khi mình đặt mua nhưng mà khi đặt mua rồi về lấy cái lá ra hửi thì đúng là ngọt cả nhà. Người bắt kêu là rau ngổ. Đây tất cả những cái cây ngổ và cây xá xị này mình có thể tìm thấy được ở trong các chỗ bán cây khá cảnh nha cả nhà xong rồi cả nhà mình dùng cái bồ cái bình nước 5 lít và mình cắt cái phần dưới đây cái phần dưới của nó sẽ tới đây mình cắt cho thiệt là cao lên để anh Chê ở dưới này là mình sẽ chứa nước và nước nó sẽ ngập cái thân cây mình đã đổ nước đầy rồi cả nhà xong mình cần hai bình nha một cái bình 5 lít lấy phần dưới và một cái bình nữa cũng 5 lít và phải giống một hiệu như nó thì mình mới đậy vô vừa và mình sẽ cắt như vậy mình sẽ cắt cái đít nó dục đi để lấy phần trên và mình đậy nó lại giống như dưỡng ẩm nó trong một cái không gian kính tạo cái một cái điều kiện ẩm giả tạo cho nó tại vì nó thích như vậy cả nhà cái chai của mình thành ra một cái chai rất là cao và ở trên này mình cũng không cần đậy nắp nha cả nhà mình để cái lỗ chút xíu hoặc là mình để một cái nắp nhưng cái nắp có đục lỗ vài lỗ cũng được nha cả nhà và chúng ta sẽ cùng theo dõi trong cái video sau và cái chậu này sau khi mà mình thí nghiệm vài ba ngày mà nó vẫn còn tươi tốt hay là mình để cái một tuần mà nó vẫn tươi tốt vậy thì mình sẽ cho nó vô cái hồ cá nhưng mà để bảo đảm những con cá không ăn hết cái gốc và cái rễ cũng như cái lá của cái cái ngò om này thì chúng ta sẽ làm cái phần trên thấp lại tại vì cái này nó cao quá nó không cái chai này hai chai nói hai cái bình này nói lại nó cao quá nó sẽ không vừa cho cái hồ cá thì mình sẽ cắt cái phần trên này ngắn lại và mình đậy mục đích là làm sao ở trên này Nghĩa là con cá không có chui vô đây được để ăn Còn nếu mà nhà nào nuôi mấy con cá nhỏ Thì mình ở đây phải làm một cái nắp nha cả nhà Một cái nắp và có cái lỗ Mình khoan mấy cái lỗ thì mấy con cá không có chui vô được Thì nước trong con cá nó vẫn là một cái loại phân Phân cá sẽ nuôi cái cây này cho tốt và ngày sau mình sẽ cho nó vô hồ cá nha cả nhà khi mà nó đã tươi tốt mình sẽ cho vô hồ cá và coi như phân của cá là cũng là một cái chất đạm chất chất nuôi dưỡng cho cái cây này do cái phát hiện mới này mình chúc mọi người sẽ tìm mua được và trồng dễ dàng cái ngò om tại vì ngò om này rất là khó chịu cả nha đây là cái nắp mà mình đã lấy cái nắp của nó và mình đã khoan mấy cái lỗ thì nước ở trong cái hồ cá nó sẽ chảy vô đây và nó sẽ nuôi dưỡng cái nước mà cái cây nó cần. Và con cá cũng không ăn được cây cả nhà. Mình thất bại thảm hại năm rồi, con cá mấy con cá mắc dịch của mình nó ăn hết. Nguyên một cây dắp cá nó cũng ăn nè, cần nước nó cũng ăn nè. Mà cái đó còn dễ tìm chứ mà cái cái rau ngổ này là hơi bị khó tìm thành ra mình phải cưng và mình cũng hy vọng là đây là một cái sáng kiến chứ không phải là một cái ngu kiến nha cả nhà ok và chậu ngò ôm của mình đã hoàn thành và xác định trăm phần trăm nó đúng là rau ngò ôm của việt nam mình và khi chúng ta trồng trong nước thì cái cọng lên xanh nó sẽ ngon rất là ngon cả nhà nếu chúng ta trồng trong đất thì nó sẽ bị tím và không ngon và nếu mà mình bây giờ mình đổi ý định mình không muốn trồng nó ở trong hồ cá nữa mình sẽ để nó ở đây nếu mà nhà nào có hồ cá thì mình lấy nước cá ra thí dụ khoảng một tuần mình lấy ra nửa lít mình đổ vô đây và mình sẽ cho nửa lít đâm mới nước mới vô hồ cá như vậy là mình không cần phải thay nước hồ cá đâu cả nhà và mình tận dụng được cái nước hồ cá để nuôi cây mình hay làm như vậy nhưng mà cái nước bỏ vô hồ cá thì thường thường chúng ta phải lấy nước ở vòi ra và để trước một đêm hay là hai đêm là hãy cho vô hồ cá chứ mình cho vô liền mấy con cá nó ngất ngư đó cả nhà rau tốt dễ sợ luôn công nhận mình rất là rất là vui khi mà mình khám khá ra được cái loại rau mà sống trong nước như vậy để yên tâm đi chơi đi xa không lo nghĩ về tới việc mà nó thiếu nước hay là nó thiếu cái gì và không bị sợ sâu bệnh luôn nha cả nhà và bây giờ mình đang để ra chỗ cái bệ cửa sổ cả nhà nó là bây giờ mình sẽ đang coi ở trong cái phép của người ta bán thì người ta nói ra là nó là một cây thủy sinh là sống trong nước và nếu mà sống trong hồ cá thì chúng ta nên khoảng 2 tuần hay bốn tuần mình thay nước một lần thì mỗi người sẽ có một cách thay nước riêng nha cả nhà còn mình thì cứ để khoảng hai ba tuần thì mình nghiêng cái thùng này ra và mình chắc nước nó ra xong mình lại cho cái nước khác vô coi như là xong Phương Sài Gòn Việt Đức xin có lời cảm ơn đến cả nhà đã xem video và đã ủng hộ kênh. Cả nhà có gì thắc mắc có thể vào thẳng Facebook của mình giống như ảnh đại diện ở đây. Và mình sẽ trả lời nhanh nhất như có thể nha cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mọi sự lành và sự an. Bye bye.